Các bạn ạ, chúng ta là những con người, mà con người thì ai cũng thế, cũng sẽ có cảm xúc, có yêu, có ghét và có mang ơn, cũng như là sẽ có thù địch. Mình cũng thế thôi, có người mình thích thì cũng phải có người mình ghét chứ đúng không? Nhưng mà cái tính của mình đó là từ bé đến giờ ấy, dù mình có ghét ai đi chăng nữa thì mình cũng không ghét được lâu. Cùng lắm là vài ba tháng thì rồi mình cũng sẽ bỏ qua mà thôi. Có thể là do mình hay quên nữa, nhưng mà một phần cũng bởi vì là mình cảm giác thù ghét ai quá lâu ấy thì cái người mệt nhất sẽ là mình rất là mệt đầu. Tức là mình được một thời gian mình sẽ chọn kệ, không nghĩ đến nữa, giết rồi mình cũng sẽ quên bẵng đi luôn. Ngày trước thì mình tưởng là ai cũng vậy, thế nhưng mà càng lớn mình nhận ra là mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng giống mình. Có những người nhá, chỉ vì một cái khúc mắc nhỏ thôi mà có thể giữ sự hậm hực, ấm ức, thậm chí là thù địch lên tới hàng chục năm trời. Mà cái sự hậm hực nó tích tụ mãi thì cũng đến lúc nó phải bùng nổ. Và một khi nó đã bùng nổ ấy thì hậu quả thường rất tệ. Nhẹ thì có xúc phạm, xô xát, đánh nhau, nặng thì có cả giết người. Và các bạn ạ, vụ án hôm nay mình tìm được chính là một ví dụ cho hậu quả của sự thù ghét kéo dài quá lâu, xuất phát chỉ từ vài cành cây khô vứt xuống ao cá. Một người đàn ông đã đem mối thù hơn 20 năm trời để rồi cuối cùng thiêu chết kẻ thù của mình đúng vào đêm giao thừa. Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Dớp Cờ. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vụ án mạng năm 2017 tại Sóc Sơn, Hà Nội, mang tên Mối thù 20 năm và xác chết cháy đêm giao thừa. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 10 giờ đêm ngày 27 tháng 1 năm 2017. Và nếu như các bạn có xem lịch âm ý, thì cũng sẽ thấy hôm đó là đêm 30 Tết. Tức là hầu hết mọi người đang quây quần cùng gia đình, háo hức đón chờ năm mới đang cận kề. Thế nhưng mà đúng cái lúc này, tại thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, bỗng bùng lên một đám cháy cực kỳ dữ dội. Thấy cháy lớn, người dân xung quanh khu vực mới hô hào nhau tới để hỗ trợ dập lửa. Và nhờ có sự hợp lực của nhiều người, ngọn lửa đã bị dập tắt trong chốc lát. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người ta bỗng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó là trong đám tro tàn vừa dập kia, có một thi thể đã cháy đen. Bởi vì là cái khu vực đám cháy xảy ra ấy, nó là một cái lán nhỏ của một người dân sống ở đó, nên là đầu tiên mọi người đều nghĩ đây là một tai nạn. Tại vì cái vùng này trước giờ cãi nhau còn hiếm, chứ nói gì lại còn có án mạng, mà án mạng lại xảy ra vào đúng đêm giao thừa thì nghe thật là vô lý. Mặc dù vô lý là vậy, thế nhưng mà công tác giám định vẫn được triển khai theo quy định. Và kết quả trả về bước đầu cho thấy nạn nhân là ông T, sinh năm 1964. Mình sẽ xin phép giấu tên người đã khuất nha. Và cái căn nhà nơi đám cháy xảy ra cũng chính là nhà của ông T luôn. Càng nghe càng giống như một tai nạn. Thế nhưng vấn đề là sau khi khám nghiệm thì cảnh sát nhận thấy toàn bộ vùng đầu, cổ của ông T đều có vết cứa, cắt, xiên, đập rất nặng, hoàn toàn không giống với một vụ tai nạn. Và với những dấu hiệu này, cơ quan điều tra đã xác định đây chắc chắn là một vụ án mạng và có thể kẻ thù ác đã đốt căn nhà cùng với cái xác nhằm mục đích phi tang chứng cứ. Vậy là bây giờ, thay vì có một vụ tai nạn, chúng ta có một vụ án mạng kinh hoàng đêm giao thừa. Nghe giống kiểu phim kinh dị các bạn ạ. Và nhiệm vụ của cơ quan chức năng là phải bắt được hung thủ ngay, tránh gây hoang mang cho người dân dịp năm mới này. Thế nhưng mà, cái khó là toàn bộ căn nhà và cả cái xác đã cháy rụi, chứng cứ bị tiêu hủy gần như toàn bộ. Thời điểm án mạng xảy ra thì người dân xung quanh lại đang bận ăn Tết, nhân chứng lại không có. Thế thì biết hung thủ trốn ở đâu và tìm kiểu gì? Nghe thì có vẻ khó khăn đúng không các bạn? Thế nhưng mà khó là khó với người không có chuyên môn giống mình với các bạn thôi. Chứ mà các trinh sát thì nhận ra ngay là người thì nghỉ Tết, chứ máy móc thì không. Tức là sao? Tức là dù không có nhân chứng trực tiếp thì những cái camera được lắp đầy ở các cửa nhà dân cũng sẽ cung cấp đủ mọi thông tin cần thiết để phá án. Đúng như suy đoán, chỉ sau một thời gian ngắn giả soát thì hình ảnh của một người đàn ông khả nghi đã xuất hiện trên camera. Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 8 rưỡi tối ngày 27 tháng 1, có một người đàn ông khả nghi đi xe đạp xuất hiện tại khu vực nhà nạn nhân. Và do thời điểm này là giao thừa đã cận kề, đường xá rất ít người qua lại, cộng với việc là người đàn ông này xuất hiện đúng vào cái thời điểm đám cháy xảy ra, nên người này chắc chắn là nghi phạm số 1 gây án mạng. Qua xác minh thêm, cơ quan công an biết được người đàn ông kia tên là Trần Văn Tỉnh, sinh năm 1967, trú tại thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội.
Xác định Tỉnh là đối tượng khả nghi hàng đầu, cơ quan điều tra đã triệu tập Tỉnh lên làm việc. Và đương nhiên là với chứng cứ rành rành, đường thì vắng, có mỗi Tỉnh làng vàng khu vực đó, thì còn ai trồng khoai đất này không thể nào mà chối cãi được. Biết vậy nên là chỉ một lúc sau, Tỉnh đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua tra hỏi, cơ quan công an biết được rằng động cơ giết người của tên Tỉnh bắt đầu từ năm 1996, tức là hơn 20 năm trước khi án mạng xảy ra. Thời điểm đó, nạn nhân T đào ao thả cá và Tỉnh đi qua vứt vài cành cây xuống ao cá này. Thế vậy, ông T nghĩ rằng Tỉnh đang bày trò phá phách mình nên gọi bạn bè đến để chặn đánh Tỉnh. Và thế là Tỉnh bị đánh. Và Tỉnh bị đánh xong thì Tỉnh thù, thù rất dai là khác. Thế nhưng mà nó cứ âm ỉ như vậy thôi, còn Tỉnh thì chưa quyết định trả thù. Mãi tới gần Tết Nguyên đán năm 2017, nghe một số người dân trong khu vực kháo nhau rằng ông T chính là người đã chặt 30 cây bưởi của người nhà Tỉnh. Sẵn đã ghét ông T, thêm cả vụ này nữa, ngọn lửa thù hận chưa kịp tắt đã lại bùng lên dữ dội. Và lần này, Tỉnh quyết sẽ phải trả thù. 8 giờ tối ngày 27 tháng 1 năm 2017, đúng đêm 30 Tết, Tỉnh đi ăn tất niên về, đi qua nhà ông T, sẵn trong người có chút hơi men, Tỉnh quyết định hôm nay sẽ là ngày mà Tỉnh ra tay. Nghĩ là làm, hắn đi vào nhà ông T, vừa lấy chiếc cuốc và bổ liên tiếp 4 nhát vào đầu, vào mặt ông T. Tiếp đến, hắn lấy thêm mấy viên gạch và mảnh gỗ, tiếp tục ném vào mặt nạn nhân. Cuối cùng, Tỉnh chạy ra ngoài chuồng gà, nhặt một que tre và chọc vào mặt, vào cổ nạn nhân. Sau khi chắc chắn rằng nạn nhân đã chết, Tỉnh lấy điện thoại của ông T và phóng hỏa để phi tang. Qua khám nghiệm cho thấy, ông T đã tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, chảy máu não, chứ không phải là do lửa. Ngay sau khi có được thông tin này, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của hung thủ, thu giữ được 2 điện thoại di động, một của nạn nhân và một của người dân trong khu vực mà Tỉnh đã lấy trộm. Điện thoại của nạn nhân bị Tỉnh ném xuống ao và phải mất nhiều giờ liền, tát cạn tới 2 ao nước mới có thể thu hồi được. Vậy là hung thủ đã bị bắt. Và sau đó, vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, Tòa Nhân dân Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Tỉnh và đưa ra bản án là tù chung thân. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy hành vi của tên Tỉnh là vô nhân tính, cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án tử hình dành cho Trần Văn Tỉnh. Đây cũng là bản án cuối cùng cho kẻ giết người, thiêu xác vì hận thù. Mặc dù Tỉnh đã bị tuyên án tử hình, thế nhưng mà trong quá trình xét xử, nhiều lần người nhà nạn nhân T đã lên cơ quan công an để trình báo về việc có khả năng cơ quan điều tra đã bỏ sót tội phạm, tại vì có những nhân chứng cho thấy rằng đêm đó có 2 người xuất hiện, chứ không phải là một. Thế nhưng mà khi mà thẩm vấn Tỉnh thì Tỉnh khăng khăng nhận là chỉ có một mình làm thôi, không có ai khác. Thực ra đấy chỉ là một cái tình tiết ngoài lề thôi, còn bản án thì nó vẫn vậy, hung thủ thì vẫn vậy, nó không thay đổi gì cả. Và các bạn thấy đấy, chỉ từ một hành động rất nhỏ, đó là vứt cành cây xuống ao cá mà thôi, mà một mối thù kéo dài hơn 20 năm trời để hình thành, và hậu quả là một người phải chết, một kẻ thì bị tử hình. Vậy nên người ta mới có câu đó là thù hận chỉ mang tới nhiều hận thù hơn, và trả thù thì thường đem lại kết cục chẳng mấy vui vẻ gì. Và đó cũng chính là cái kết cho vụ án Trần Văn Tỉnh và xác chết cháy đêm giao thừa. Không biết là sau khi nghe xong thì các bạn thấy cảm nhận thế nào về vụ án này, hãy để lại cho mình một comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì video đã dài, có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Nhớ đừng quên là một like và đăng ký kênh của mình. Mình Dũng Cờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.